vũ trụ đang âm thầm dẫn dắt ai đến bên cạnh của bạn. Mình thấy là họ là người rất là siêng năng trong công việc, thông minh và có sự sáng tạo. Cần cù, người này vừa cần cù vừa sáng tạo vừa thông minh vừa nhiệt huyết trong cuộc sống. Người này thích cái gì đó thì người sẽ kiên trì nhẫn nại làm tới cùng, và họ sẽ không bỏ lỡ kỳ một cái cơ hội nào đến với họ. Họ nhanh nhẹn thông minh, họ nắm bắt cơ hội rất là nhanh chóng. Cho nên là trong cái cách hành xử của người này đối với bạn thì họ sẽ nhanh chóng, nếu như họ sẽ cảm thấy thích bạn, say nắng bạn thì họ sẽ hành động ngay ha. Và sẽ trao cho bạn đầu tiên là niềm tin tưởng, đầu tiên là cái sự quan tâm, lo lắng. Người này là người sống tinh tế nhẹ nhàng, giàu lòng yêu thương, trắc ẩn, và sẽ có hơi cái tính là hơi gà mẹ một xíu, hơi gấu mẹ. Có nghĩa là họ sẽ hỏi bạn bằng cách là quan tâm lo lắng, từng bữa ăn giấc ngủ là bình thường thôi. Và người này sẽ có xu hướng là cởi mở và có thể là hơi nói nhiều một xíu. Cái nói nhiều ở đây là họ là có tính cách là giống như người mẹ vậy, quan tâm con vậy nha, ra như thế thôi. Nhưng mà mình thấy là nó cái mối quan hệ này sẽ là sau mây, bạn tri âm tri kỷ là đầu tiên ha, giúp bạn chữa lành những cái tổn thương trong quá khứ của mình ha. Và họ là người luôn luôn hướng đến những gì đó bền vững, những cái gì đó tốt đẹp trong cuộc sống, bằng cách là luôn chăm chỉ trong công việc của mình, luôn bung xén cho sự nghiệp của mình và cuộc sống của mình trở nên đầy đủ và tốt đẹp hơn. Họ là người biết cách tạo dựng sự hòa bình trong bất kỳ những cái nhóm, cái hội đoàn nào. Và người này sẽ tránh xa những thị phi, tránh xa những cái phiền phức xảy ra đến với họ. Họ xu hướng là làm cái gì đó cũng phải chậm mà chắc, nhưng nếu như mà những cái năng khiếu của họ thì họ sẽ làm rất là ok và rất là nhanh hơn. Người này sẽ có xu hướng là hơi có máu nghệ thuật trong người nha. Cái đầu tiên, cái thứ hai là họ nhanh nhẹn, nhanh trí, cái thứ ba là họ thích sự ổn định ha. Sự ổn định này trong cái cuộc sống công việc của họ, họ không phải là cái tiếp người đứng núi này trông núi nọ mà họ luôn cố gắng ha. Và họ thấy là bạn là người rất là dễ mến, và họ cái này là nhân duyên tiền kiếp bạn ha, cái này là nhân duyên tiền kiếp của bạn, giúp đỡ họ từ nhiều kiếp rồi thì kiếp này họ đến họ sẽ trả nợ ân tình cho bạn bằng cách là giúp đỡ vô điều kiện với bạn luôn, thậm chí là tiền bạc các thứ họ cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn là bình thường thôi ha. Và cái mối quan hệ này sẽ giúp bạn chữa lành cho những cái điều tổn thương mà bạn đã gặp phải trong quá khứ. Đây là vũ trụ sẽ bù đắp cho bạn bằng cách là đưa họ đến để mà giúp đỡ bạn ha. Mình thấy rất tốt nha, rất là ok ha.